Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít Lít Nhít và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của Mèo Con Đi Câu Cá. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Nếu clip này đạt được 5.000 like, chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo. Chấm hết. Thì mấy hôm nay đấy, giang hồ mạng có truyền nhau một câu ca dao tục ngữ, đó chính là bò kêu bò, mèo kêu meo meo, chó kêu gâu gâu, súc vật kêu comment 1 like 1. Theo các bạn thì câu nói đó có đúng hay không? A. Chính cơ mà là xác. B. Chuẩn cơ mà là R. C. Éo biết. Thôi không làm màn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào với lại cái tập mới của Mèo Con Đi Câu Cá ha. Thì ở hôm trước thì mình đã nhận cái nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ câu được hai con rau phin. Hai con rau phin hình như là hai con một tím tím mà nó dài dài đấy các bạn. Ôi dồi ôi. Và ở gần đây thì à đây, mình thấy có vẻ có mấy con rau phin đấy. Sao hôm nay tự nhiên bầy cá đông người ta? Thôi sao mày nhìn đông cá nhở? Để mình xem là con rau phin đây này, mấy con rau phin là mấy con này thì phải. Ui dồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn câu con rau phin thì chắc phải câu mấy con to to trước á. Đây, ít nhất là phải câu được con vàng vàng này trước, sau đó là chúng ta mới câu được mấy con khác các bạn ơi. Đầu tiên là câu con này trước này đó. Chúng ta sẽ câu được cái con vàng vàng này ở đây đã. Từ từ. Đây, chúng ta phải câu con vàng vàng này. Đó, úp. Quên. Hay à. Chết. Ấy, mất luôn à? Mất luôn cái thính các bạn ơi. Vãi đạn. Mình mà quăng ngay là sau là mất luôn cái thính các bạn nha. Đó. Đây, câu rất tự nhiên thôi. Ok. Ô, nó rơi ở phía sau kìa, anh em thấy không? Kìa, cái này nó rơi phía sau kìa. À, mình có thể bán được cả con ở phía sau nữa. Đó, nếu như mình không nhầm thì mình bán được cả con phía sau các bạn ạ. Đây. Ủa, mấy con rau phi nó hết rồi ta. Vậy là mình phải câu được cái con vàng vàng nó trước đã các bạn ơi. Sau đó mình mới câu được con rau phi. Mục tiêu để chinh phục những cái con tiếp theo nó còn xa lắm các bạn ạ. Còn xa lắm, không có dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Đây, câu này trước đã. Đây, rau phi nè. Không biết nó có tới không ta. Rồi, vậy là chắc chắn là mình sẽ được một con rồi. Hello. Rồi. Và không có bất cứ một con nào cản trở. Đã câu được con rau phin rồi. Mình sẽ quăng vào để câu con rau phin tiếp theo luôn. Dùng chính cái mồi của nó để câu. Ôi. Trời đất mẹ ơi, mấy con cá con này nó ăn tham ăn thế. Ném vào đây nào. Mấy cá con nó tham ăn dã man luôn các bạn. Ê, tránh con này ra. Đây, rau phin rồi. Hello motherfucker. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ câu con rau phin này. Không biết con cá rau phin này nó thể loại gì, mình nhìn cái đuôi nó như cái bướm ấy các bạn ạ. Hay là con cá đuôi bướm rồi anh em. Đoán vậy. Một con cowfish. Từ từ mình phải xem con cowfish là con gì đã. Vậy là nó sẽ là một cái tạng cá ở mức độ medium mà. Ui. U. Nếu như mình không nhầm ấy là mình đã từng thấy nó rồi. Nhưng mà để xem nào. Ồ, vậy là để xem nào. Mình nghĩ là mình đã từng thấy nó rồi. Nó ở tít dưới cơ. Nhưng bây giờ mấy con cá nó rảnh nhau quá bạn. Không biết mình có ném được xuống dưới không. Nếu mình không ném xuống dưới đấy, mình sẽ mua cái tên lửa đi ha. Mua cái tên lửa ấy, tuần 400 rocket 1 giờ. Ok, để mình câu. Ui dồi ôi, nhưng vẫn dính mấy con cá này. Đây, nó đây này. Chúng con này đúng không mọi người? Ủa nhưng mà câu con đó có cần phải cái móc không ta? Mình không biết là câu con đó cần cái hút không nhỉ? Hoặc là mình phải cần cái con cá này để làm mồi để câu nó luôn đấy các bạn. Ê! Phí mồi có mày. Đậu xanh. Vứt cho mấy con này ăn thật là phí mồi luôn. Không biết mình đã mua được cái hút chưa ta? Ờ chưa rồi, mua cả mìn rồi. Vậy là tung mồi mấy con kia rồi anh em ơi. Tung mồi mấy con mà mình sẽ câu rồi. Tung láo tét. À đúng rồi. Mình có thể mua cả mìn. Đã hiểu. Mình có thể mua quả mìn đó, sau đó mình sẽ cho tung mồi với con trước, sau đó mình sẽ câu được con này. Hợp lý đấy. Mà quả mìn tới 200 lận, không sao. Đầu tư có lời mà mọi người. Mình nghĩ là đầu tư vậy là có lời đấy. Ui. Ây. À, mình có mồi câu lớn hơn à. Ủa, mồi câu lớn hơn là như nào nữa ta? Mình hơi không hiểu một tí các bạn ơi. À, ví dụ mình câu con này thì mình cần một con to hơn nữa đúng không? Mình cần phải câu một cái con to hơn nữa, sau đó mình mới câu được con kia. Đây, con cá này, con cá mồi to hơn. Ê, đậu xanh. Quyết tâm ở trong tập này phải câu được con co fit các bạn ạ. Đây, mình phải câu cái con cá bự bự này. Ê, sao mấy con này nó thích gặm đấy nhờ. Bực mình quá đây mất.
Từ từ thôi, từ mày ăn ít thôi, ăn nhiều quá. Ôi, ê, ê. No. Đấy, quyết tâm là câu cho bằng được. Không biết là cấp mấy mới đi thuyền được ta. Ê. Rồi, ok. Câu được con này trước rồi bắt đầu mới câu được con kia. Anh em thấy không? Thực sự là rất là khó đấy các bạn ạ. Rất là khó. Ok, ném hết lực nào. Hey. Chết, đây, 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 miếng bụi. Rồi, câu được chưa? Ê, cắn đi. Trời ơi, cuối cùng nó ra con này các bạn ơi. Tí thì được nhỉ? Thiếu một chút may mắn nữa thôi. Mấy con cá xung quanh nó bơi nhanh quá các bạn ơi. Con này chắc là chỉ câu được mấy con này thôi. Đây, chuẩn. Lại tiếp tục thêm một lần nữa nhá. One more time các bạn ơi. Thực sự con đấy rất là khó câu ấy. Ôi, cá này siêu khó luôn các bạn. Cá này siêu khó luôn. Mình quyết tâm là câu cho bằng được con cofit này. Đây. Đấy, tung mồm mấy con này đã. Ăn đi, ăn đi các bạn. Ôi, nó chạy luôn rồi. Mình tính dụng mấy con này ăn để cho nó ăn mà không chịu các bạn ơi. Rồi, hôm nay là quyết tâm là câu được con đấy nha mọi người. Hey, hey. Nó không chịu ăn các bạn ạ. Đấy, ăn đi. Rồi, ok. Lại tiếp tục này. Không biết là phải tốn bao tiền cho con này đây. Thấy chưa gì thấy tốn kém quá trời luôn đấy mọi người. Bắt đầu rồi. Ê, mình không thấy nó nữa nè. Ủa, bắt đầu đi xuống sâu rồi nè. À, nó dưới này nè. Ê, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, 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 ê. Ừ, như, 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 như. Ua. Ua. Yes. Woo. Mình câu nó rồi anh em ơi. Khó dã man. Yes. Ua. New update round. Con này bao tiền? Con bao tiền ta? Con này có 2.500. Mình làm nhiệm vụ được 700 là mình được tầm 3.200. Theo các bạn là nãy giờ mình đã lời mình lỗi các bạn. Rồi kệ cứ bán đi ha. New quest hình như mình thấy con cá. Unlock the next drop. Ngon. Mình đã mở được cái drop tiếp theo. Cái 10.000. Máy có vừa đủ luôn anh em. Cần câu đỏ là chứng tỏ là câu hay nhá mọi người. Cần câu đỏ là chứng tỏ câu hay để mình xem là có update được cái gì không nào. Rising Loa. Cái này có thể lặn xuống dưới đúng không? Cái này sao? Mình sẽ update tất cả cho nó. Ok, không có tiền. Và nhiệm vụ tiếp theo sẽ là 3 con mù tạt fish. Mù tạt fish là những cái con cực kỳ dễ câu đúng không? Mình không nhớ đấy, 3 mù tạt fish. Mình rất là thích câu con mù tạt fish các bạn ạ. Ui. Cái cần câu này ném nó bén lắm các bạn. Bén như cái chén luôn á. Thực sự các bạn. Mình ném bén vãi ra man luôn này. Mình cảm giác là mình là một tay câu thực thụ các bạn. Mình chỉ cần sờ một cái cần câu nó xịn hơn là mình có thể biết được là cái cần câu ấy cái độ hay ho nó đến như thế nào. Và mình ném nó vẫn chưa qua được cái này. Ở trên kia nó có một cái con mù ta fish ấy. Nhưng mà nó hơi xa. Mình phải dùng hết cái sức bình sinh của mình để mình ném. Đó đó. Nó không chạy vào nó ăn các bạn ạ. Con cá nó hiền lắm. Ủa đấy, giờ đây có con... Ê! Ê! Con cá này. No! Cố lên. Ừ, tí nữa thì vào mồm của nó. Mình không muốn gọi là thí với con cá của mình vào mồm. Ê! Ê! Sao nó xuống ăn ta? Ghét thế nhở? Có một con mù ta fish ở tít dưới đây này các bạn. Ở dưới đấy cũng có con nữa. Vậy là mình biết cách rồi. Mình chỉ ke nhá, ke xuống nó tới đây thôi. Đó. Bây giờ chơi có kinh nghiệm gọi là ke rồi các bạn thấy không? Ke xuống đây là bắt được con này. Còn mấy con ở xa thì hơi khó tí nhưng mà không sao. Một con. Dùng con này là một câu con mù tạp fit ở trên luôn. Đó, ê, đó. Dùng chính người bạn nó để câu nó. Các bạn thấy mình thông minh không? Nó sẽ đi theo tiếng gọi của tình bạn nhé mọi người. Ô, có thêm một con ở ngay đây luôn này. Đó. Không biết là cái nhiệm vụ được bao tiền đây. 450 được 1.500 cũng được ấy chứ nhở. Bắt được một con Sephira. Chúng ta sẽ cùng xem con Sephira là con nào nào. À, cái này thì bỏ 5.000 ra để mở. Cái này thì mở 9 quét. Cái minimap mình rất là cần cái minimap đó mọi người. Khi nào đủ tiền thì mình sẽ bỏ ra mình mua cái minimap ha. Còn cái con Sephira này mình biết con này. Con này thì mình biết các bạn ạ. Mình phải dùng min. Con đấy bơi khá là nhanh. Mình nghĩ là con đấy khá là dễ dụ á. Mình nghĩ là con đấy khá là dễ dụ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Chắc nó sẽ ở dưới. Đây đây, nó đây này. Đó. Một phát ăn ngay các bạn ơi. Phê chưa? Con này nó không kéo dây. Các bạn đã chơi cái phiên bản kia nhưng nó kéo dây hay sao đấy. Còn mình đang chơi cái phiên bản gọi là nó không kéo dây được á. Phiên bản này là phiên bản mất dạy các bạn ạ. Nhưng mà trình gà chơi với phiên bản này thôi. Chơi với phiên bản kia dữ mệt lắm. Yeah. Bán. Mua được thuyền rồi. À chưa đủ tiền để mua thuyền các bạn ạ. Mấy hôm nữa mà mua được thuyền.
Vậy là mình đã câu được một con cá vàng khổng lồ này, một con cá Severa với giá là 3.400, câu phát được luôn, tính ra là vẫn lời đúng không các bạn? Rồi, và có lẽ là hôm nay chúng ta chỉ câu tới đây thôi nha. Chúng ta sẽ dừng cái clip ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series mèo con đi câu cá của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.